Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop đầu câu Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người video số là 501 ạ. Thì trong video này của em sẽ giới thiệu với mọi người một cái lô cần nha mọi người. Cần của em ngày hôm nay là chất liệu đều là carbon cả. Cần hôm nay em có là cần khúc từ 2 đến 3 khúc, cần lua và có cả cần rút mini ạ. Tổng cộng là ngày hôm nay là 21 cây. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship ạ. Bên em có ship có toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với cần là 40.000, và đối với những cái cây rút mini nhỏ ngắn gọn thế này thì là 30.000 trên một đơn nha mọi người. Phí ship là 30.000 đối với những cây rút mini, còn những cái đơn cần khác thì là 40.000 ạ. Và khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với shop thông qua số điện thoại là 0974088309 hoặc là kết nối Zalo qua số là 0766609682 ạ. Thì đầu tiên xin được giới thiệu với mọi người cây số 1 ở đây em có này. Thì cây số 1 ở đây em có đây là một cây cần dài 2m7 như thế này. Cây này thì có 2 khúc và 3 ngọn thế này nha mọi người. Cây này là một cây cần của Suyumi. Suyumi là một thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật. Chui của cần đây. Ở đây. Đây, cây này thì ngoại hình cũng khá là sáng trọng. Em sẽ đưa cái khúc bóc trước. Chui của cần đây ạ. Cây này ngoại hình khá là mới sáng. Bát Fury, bát vàng, cây này bát vàng, bát Fury thế này. Dài 2m7. Cây này thì nó có độ cứng là tương ứng giữa 3 ngọn là từ 50 đến là 80. Cái phần đầu cái miếng bịt đầu kia, cái giống thì nó cũng có bị bong nước sơn nhẹ một xíu này. Nhìn chung thì cây này ngoại hình khá là mới đẹp. Trải xước khá nhỏ thôi. Khuyên của cần là khuyên Fury, bát là bát Fury. Cây này khúc thứ nhất thì có một khuyên. Còn hai khúc còn lại, ba khúc còn lại, cái này còn ba em nhầm là ba đọt, cái này có ba đọt nha, ba ngọn. Chui của khúc thứ hai ba ngọn. Tất cả các khoen của cần đều là khoen Fury cả nha mọi người. Cái này thì nó có độ cứng là 50 đến 80, thì cái này có hai ngọn có độ cứng 50 và một ngọn có độ cứng là 80. Chui của cần này. Cái này thì ngọn của cần là ngọn tháp, ngọn sợi thủy tinh nhá, ngọn tháp. Bu là bu Fury Six, nó còn sót một cái bu nó bị dính cái đám bẩn thôi. Tất cả các khoen đều khá là ok. Khoen là khoen Fury Six cả. Ngoại hình thì cái phần phối nó sơn nó có hơi sần, rất nhẹ thôi. Phôi của cần ở vân nó xoắn rất là đẹp. Có điểm tróc sơn nhẹ trên cái một cái ngọn. Thì các ngọn của cần, ngọn của cần thì có 2, 4, 6, 8, 10, 11 khoen cỡ cả đầu bu. Và khúc thứ nhất thì có 1 khoen. Tổng cộng là có 12 khoen cỡ cả đầu bu nha mọi người. Thì cái này ngọn thứ có 2 ngọn có độ cứng là 50 và một ngọn có độ cứng là 80. Ngọn lớn là ngọn màu xanh này. Có độ cứng là 80. Cái này vì nó ngọn thấp nó cong đầu ngọn thôi nha. Độ cứng 50. Thì cây số 1 này một gốc và một ngọn nặng là 274 g và ngọn của cần có độ lớn là 2 ly với 2 ly 3. Hai ngọn có độ lớn 50, có độ cứng 50 thì có độ lớn ngọn là 2 ly, còn hai ngọn còn ngọn kia thì là có độ lớn là 2 ly 3 nhé. Đây là ngọn tháp, mọi sợi thủy tinh nó chỉ cong đầu ngọn thôi. Và cây số 1 này có độ cứng là 50-80 theo thông số của cần. Và cây số 1 này có giá là 1.300.000. Dài 2m7, bao gồm có 2 khúc và 3 ngọn. Tiếp đến là cây số 2. Cây số 2 thì ở đây em có là một cây bao gồm có 2 khúc như thế này. Cây này thì dài là 2m4, bao gồm 2 khúc. Chui của cần đây ạ. Gốc của cần được bọc mút xốp như thế này nha. Bát vạn, bát Fury luôn ạ. Khoen của cần, cây này khoen là khoen hãng. Dòng carbon cao cấp. Và cây này là một cây cần của thương hiệu Bromerai của hàng quốc của hàng Trung xuất Nhật, hàng Trung Quốc nhé. Thương hiệu là thương hiệu được đủ tiêu chuẩn xuất Nhật của hàng bên Trung Quốc nha mọi người. Chỉ có thương hiệu xuất Nhật là thương hiệu Bromerai cần thương hiệu này thôi. Cây này thì có độ cứng là dài 2m4, có độ cứng là 50. Khuyên của cần là khuyên hãng, bô hãng nhé. Ngoại hình thì cây này cũng khá là sáng cơ. Cây này có độ cứng 80, em nhầm, cây này có độ cứng 80 theo thông số của cần. Cái phần bên ngoài có một vài vị trí nó còn sót cái vách bẩn cái dính trên vành khoen nha. Ở đây. Vành khoen nó bám cái bẩn này.
có độ cứng là 80, dài 2m4, bao gồm có hai khúc. Thì khuyên của con, cái này thì cái khuyên này phải là khuyên nhỏ thế này nha, có tổng cộng là 2, 2, 4, 6, 8 là 10 khuyên, cỡ tính cả đầu bu là 10 khuyên. Cây này cứng 80 nhưng ngọn khá là lớn nha, 180. Cái này là ngọn, nó là ngọn thường, nó không phải là ngọn tháp, nó sẽ cong đều phần ngọn chứ không phải là cong đầu ngọn thôi. Thì cây số 2 này dài 2m4, nặng là 321g, ngọn có độ lớn là 4.4 ly, và phần gốc có cái bọc mút xốp. Cây mà gốc này có độ lớn là phi 27.6, và cây số 2 này có giá là 850.000 này. Tiếp đó là cây số 3. Cây số 3 đem có là một cây dài 2m7. Một cây này là một cây cần thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật. Chất của anh này là chất kiểu nó sánh caro thế này nha. Vâng, một cần phần gốc. Cây này thì cái tên của cần nó hơi bị bong một xíu. Tên nó bong. Bát Fury. Dài 2m7, có độ cứng là 50. Cái phần tên của cần nó bị bong ra một cái phần một in như thế này nha mọi người. Đấy, tem nó bong ra. Khuyên của cần là khuyên Fury nhé mọi người. Ngoại hình thì cây này cái phần nó có bị xước tróc sơn nhỏ xíu đây, với lại cái tên của cái cần này nó bị bong. Dài 2m7, bao gồm hai khúc, có độ cứng là 50 theo thông số của cần. Khuyên của cần là khuyên Fury, còn phần giống gọn của cần, khuyên của cần này. Đấy. Tất cả các khuyên đều là khuyên Fury cả. Thì cây số 3 này dài 2m7, bao gồm hai khúc, có 2, 4, 6, 8, 10 và 11 khuyên, tính cả đầu bu có độ cứng là 50. Cây này nó cũng cong đều cả ngọn nha. Cây này ngọn thường không phải là ngọn tháp. Và cây số 3 này nặng là 303g, ngọn có độ lớn là 2.3 ly. Cây này gốc có độ lớn là phi 22.3. Và cây số 3 này nặng là 50 theo thông số của cần. Cây số 3 này có giá là 950.000 ạ, và 2m7. Tiếp đó là cây số 4. Cây số 4 đang có là một cây dài 39, bao gồm 3 khúc như thế này. 3 khúc này nha. Cái này là một cây cần của dòng cần hàng Trung xuất Nhật, cũng của thương hiệu Bromerai. Cái này thì cái màu sơn màu đỏ, với nó một vài điểm nó bị tróc cái sơn nhẹ nè. Bát Fury, bát vạn, bát Fury. Và khuyên của cần là khuyên hãng nha mọi người. Cái này thì khá là nhật khuyên luôn, dài 39, bao gồm 3 khúc như này, có độ cứng là 80. 80 thì nó ghi thông số này, nó không biết là họ tính theo độ cứng như thế nào, nhưng mà em so độ cứng của những cây cần khác hoặc là độ cứng thông thường thì cây này em báo tầm khoảng là 40, dao động 30 đến 40 thôi nha mọi người. 80 thì không tới, bởi vì cái độ lớn ngọn này thì với độ cong này thì không tới 80. Em báo cây này cứng tầm khoảng là 3 đến 40. Dòng phiên bản đặc biệt special, dài 39, bao gồm 3 khúc như này. Cái này thì ngoại hình cũng có hơi sờn xước tróc sơn một vài điểm nữa này, tróc cái sơn bên ngoài. Khuyên của nó là khuyên hãng, bát thì bát vạn Fury, khuyên hãng nha. Chui của cần đây này, nó bị dính cái vảy cá. Cái này khá là nhật khuyên luôn, có là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 khuyên, cả đầu bu luôn ạ. Dài 39, cây này ngọn có độ lớn là 2.2 ly và gốc có độ lớn là phi 23, nặng là 107g. Cây này cứng tầm khoảng là 30, dao động 30 đến 40. Những cây này khách chúng ta câu xong hoặc đánh lên sơn. Và khúc này. Và cây số 4 này, cây giá là 850.000. Tiếp đến là cây số 5. Cây số 5 thì ở đây em có là một cây cần kêu la, đai hoa kêu la. Cây này thì dài 2m1, bao gồm 2 khúc, cần kêu la nhé. Và cây này phần gốc nó bị tróc sơn thế này. Bát vạn, cây này dài 2m1 thôi, có độ cứng là 50. Em nhầm cây này, đai hoa kinyaki, dòng kinyaki nhé.
Kenyaki thì nó xoắn như này thôi. Keo la thì nó có sợi keo la cái này, đây bao qua Kenyaki nhé mọi người. Nó có sờn cái phần nước sơn hoặc là một phía của cái thân cần thế này. Khoen của nó là khoen Fury dạ quang, tem của cần đây. Dài 2m1, có độ cứng là 50. Khoen Fury dạ quang, cần đai qua Kenyaki ạ. Cái này để vị trí này nó bị bám bẩn, nó nhìn nó ngã màu. Đai qua nha, đai qua này dòng mà đai qua hàng nội địa nhé mọi người. Bát vạn, bát Fury bát vạn. Thì cái này nó tróc cái sơn phần gốc với lại là có bị sờn cái phần thân này, sờn cái điểm này. Đấy, nó có sờn. Khoen thì là khoen Fury dạ quang, có là 2, 4, 6, 7 khoen kể cả đầu bu. Và cái này nặng là 337g và ngọn có độ cứng là ngọn có độ lớn là 2.5 ly, có độ cứng là 50. Dòng đai qua Kenyaki. Dài 2m1. Và cây số 5 này có giá là 980.000 ạ. Tiếp đến là cây số 6. Cây số 6 đem có một cây cần đai qua, dòng đai qua Holden Lock như thế này. Chuôi của cần đây. Cây này là chất của cần là sáng X 2 da nha. Đem bát vạn, bát Fury. Bát vạn thế này. Mút xốp nó bị cắn này. Dài 3m, có độ cứng là 50. Dòng cross carbon. Điểm này có một điểm xước cái nước sơn thế này nha. Đây, có một điểm xước sơn thế này nha. Điểm xước sơn. Và cái này là được sản xuất ở Đài Loan, xuất Nhật nha mọi người, Taiwan. Nó bị xước cái sơn. Sơn thế này. Khoen của cần là khoen Fury. Cây này là khoen Fury đá sứ xám thế này. Dài 3m, có độ cứng là 50. Có một điểm nó bị xước ở chỗ này, nó xấu chỗ này một xíu, nó sờn như này. Nó xước chỗ này. Còn những vị trí khác thì khá là ok. Có điểm này nó sờn. Chất của cần là xoắn X2 da như thế này. Dài 3m. Thì cây số 6 này dài là 3m, có độ cứng là 50, ngọn có độ lớn là 2.6 ly. Cái này ngược gốc có độ lớn là phi 25.8. Đây, có độ cứng là 50 theo thông số của cần. Và chất của nó là chất dòng xoắn X2 da và dòng cross carbon. Những dòng phiên bản đời mới của Daiwa. Và cây số 6 này có giá là 1.500.000. Dài 3m, độ cứng 50. Tiếp đến là cây số 7. Cây số 7 ở đây em có là một cây cần của Alpha Tucker. Alpha Tucker này thì là thương hiệu của Hàn Quốc nhé. Nhưng mà cây này thì đã được sản xuất tại Nhật. Make in Japan. Chua của cần đây. Cây này là một cây dài 3m3, bao gồm 3 khúc như này. Bát Fury. Và khoen của cần là khoen Fury Stick. Khoen Fury Stick như này nhé. Tất cả các khoen đều là khoen Fury Stick cả. Cần Alpha Tucker. Cái Instaban nữa. Và khoen của nó là khoen Forensic. Bao gồm 3 khúc. Khoen khá là sáng bóng luôn. Tất cả các khoen đều là khoen Forensic cả. Dài 3m3, thì cây số 7 này dài 3m3, ngọn có độ lớn là 2.2 ly, gốc thì có độ lớn là phi 30, cây này nặng là 337g. Thì cây này cứng tầm khoảng là dao động khoảng là 30 với mọi người, 20, dao động khoảng 20 đến 30. Cây này ngọn có hơi mềm, dịu mà ngọn cái này nha. Dao động khoảng 20 đến 30. Khuyên thì có tất cả là 2, 4, 6. 8, 10, 12, 14 và 15 khoen cỡ cả đầu bu luôn ạ. Dài 3m3, có độ cứng dao động từ khoảng 20 đến 30 ạ. Còn được sản xuất tại Nhật, Made in Japan. Cái này thì ngoại hình cái nước sơn có vẻ hơi bị ngã màu một xíu cái phần nước sơn. Nhìn nó không được sáng bóng vì cái màu sơn của nó là màu trắng sữa, nó lâu ngày nó sẽ bị ngã màu. Đây, nó cũng có bị bong tróc nước sơn nè.
Cái này thì nhìn vào mới nhìn vào cái nó sơn nó vậy nó không được sáng lắm. Và cây số 7 này có giá là 1.400.000. Tiếp đó là cây số 8. Cây số 8 ở đây em có là một cây cần dài 2m4, bao gồm hai khúc và hai ngọn thế này nha. Dài 2m4. Cây này thì ngoại hình khá là mới sáng luôn. Và chua của cần đây. Đây là phần chua của cần, chua dẹp thế này. Góc còn được bạc bối xốp. Bối xốp thì cũng khá là ok, có điểm cắn nhị thế này. Cây này ngoại hình mới sáng nhé. Bát vàng bát Fury ạ. Dài 2m4, bao gồm hai khúc cần của Alpha Tucker. Khoen của cần là khoen Fury dạ quang cả. Tất cả các khoen đều là khoen Fury dạ quang. Tất cả các khoen đều là khoen Fury dạ quang. Khoen là khá là mới đẹp. Còn cây này ngọn của cần cũng là ngọn tháp nhé. Dài 2m4. Cây này thì một gốc và một ngọn nặng là 253g. Ngọn thì có một ngọn có độ cứng là một, có độ lớn là 1.6 ly và ngọn kia có độ lớn là 1.8 ly. Cái này thì ngoại hình khá là mới, ok, trài xước nhỏ xíu này. Khoen, tất cả các khoen đều là khoen Fury dạ quang. Có là 2, 4, 6, 8 và 10 khoen, có tổng cộng là 10 khoen nha. Có độ cứng tầm khoảng là, cái này cứng một ngọn cứng khoảng dao động 20 đến 40 ngọn tháp nhé. Cái này cứng khoảng 40 đến 50 nhé mọi người. Cái này thì ngọn cứng là dao động khoảng 20 đến 30. Thì ngọn tháp nó sẽ cong đầu ngọn. Cái này ngoại hình khá là mới sáng. Dài 2m4. Và cây số 8 này có giá là 1.150.000. Tiếp đến là cây số 9. Cái số 9 ở đây em có là một cây của Alpha Tucker, là cũng là một thương hiệu của Hàn Quốc xuất nhập, dài là 2m4 và khoen của cần cũng là khoen Fury cả. Cây này ngoại hình cũng mới sáng. Khoen của cần là khoen Fury, bát vàng bát Fury thế này. Sản xuất ở Hàn Quốc xuất nhập, dài 2m4, có độ cứng là 80. Khoen là khoen Fury, bu là bu Fury xích thế này. Khoen Fury đá sứ sự xám đen thế này. Cái này ngoại hình mới đẹp, sờ xước khá nhỏ. Có vị trí mút xốp bị cống này. Thì cây số 9 này dài 2m4, ngọn có độ lớn là 2.9 ly. Cái này nặng là 309g và gốc có độ lớn là phi 26. Cái này cứng 80 nha mọi người. Khá là cứng. Và cây số 9 này cái giá là 1.100.000. Và đó là những cây cần khúc. Và tiếp theo là nhìn anh em nào có những các cây, em còn một vài cây lua nhé. Tổng cộng mình có 5 cây lua. Cây thứ tiếp theo là cây số 10. Cây số 10 đây là một cây cần đánh fly, đánh mạch nước thế này. Dài là 2m58. Em đo được là 2m58 nha. Cây này thì đây, nguyên bản của nó dài 2m58 thế này. Thông số của nó, theo thông số của nó là 8'6", 2m58. Cây này thì chất liệu là carbon cả nha mọi người. Khoen là khoen cái này. Khoen cái của cần là khoen Fury nhé. Còn các khoen khác là khoen inox kiểu dấu ngã thế này. Bô của cần cũng vậy. Cây này thì ngoại hình khá là mới đẹp. Chỉ có cái cây này, cái vị trí nó góc nó không được đẹp phần góc nhé. Cái mút xốp này nó bị răng như thế nào là quấn chỉ thế này nha. Nhưng mà khá là ok, không có bị vỡ rớt gì cả. Cây này ngoại hình mới đẹp. Nó có chiều dây số 5 thế này. Nó ghi thông số này. Mới sáng, có sờn nhẹ lớp keo phủ bóng như này thôi. Thì khoen của nó thì có là tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 9 khoen, cả cả đầu bu, tính cả đầu bu là 9, 10 khoen, tính cả đầu bu là 10 khoen luôn ạ. Bát của nó là bát nhỏ, kìa ngay bát nhỏ này nha, ta gắn máy nhỏ vào. Nó chỉ 6 cái vị trí bát này thôi. Và cây số 10 này dài 2m58. Có độ cứng tầm khoảng là L nha mọi người, cứng L thôi. Nặng là 87g, có độ cứng L, sức tải là tầm 4-8 lb. Ngọn có độ lớn là 1.5 ly. Và cây số 10 này có giá là 380.000 ạ. Tiếp đến là cây số 11. Cây 11 ở đây có là một cây cần lua máy đứng thế này nha.
Cây này thì dài là 1m8, bao gồm 2 khúc như này. Đây là một cây cần Bad Boy. Bad Boy này dòng của Hàn Quốc xuất Nhật. Dài 1m8, có độ cứng L. Mũi xốp của cần này. Bát vặn, bát hãng vặn nè. Khoen là khoen Fury cả. Cây này khoen Fury. Cây này ngoại hình khá là mới đẹp. Cần Bad Boy. Dài 1m8 nè. Made in Korea là sức tải là từ 4 đến 12 gram. Sức cái ta tải mô là 4 đến 12 gram, tải dây là 8 đến 15 lb, có độ cứng L. Cái này thì cuối L, đầu ML nha. Có độ cứng L. 15 lb tầm khoảng là 6 5 6. Tính em báo trừ hao như vậy. Thì cây số 11 này nặng là 99 gram, có độ cứng là L, ngọn có độ lớn là 1.9 ly, dài 1m8. Và cây 11 này có giá là 650.000 ạ. Tiếp đó là cây số 12. Cây 12 thì ở đây em có là một cây cần lua dài 1m68 như thế này. Cây này phần mút xốp thì nó hơi bị ngã màu, nó bị bám bẩn màu đen nên nhìn nó ngã màu tối này. Bát vặn, bát hãng vặn thế này nha. Khuyên của cần cũng là khuyên Fury, một cây cần của thương hiệu Ryobi, dòng Rhino Line thế này. Có độ cứng là medium line là ML. Dài 1m68, sức tải dây của cần là sức tải dây là 6 đến 14 lb và tải mồi là từ 4 đến 20 gram. Khoen của cần đều là khoen Fury cả. Cần lua. Dài 1m68, bao gồm hai khúc như này, lua máy đứng nha mọi người, cây này hai cây nè là đều lua máy đứng cả. Có độ cứng là ML nha. Và cây số 12 này dài 1m68, nặng là 84 gram. Còn có độ lớn là 1.8 ly. Và cây số 12 này có giá là 600.000. Tiếp đó là cây số 13. Cây 13 đem có một cây cần lua máy ngang, bao gồm hai khúc này. Và cây này cũng là một cây cần của Hàn Quốc xuất Nhật, Made in Korea đây ạ. Dài 1m68. Khuyên của cần, cây này thì khuyên cái là khuyên Fury, còn các khuyên khác là khuyên hãng nhé. Bô của cần là bô hãng như thế này. Cần của Hàn Quốc. Cần lua máy ngang, ngoại hình thì cũng khá là ok, tra sờn xốp nhẹ nhẹ thôi, không nhiều lắm. Cây số 11, cây này là cây số 13. Cây 13 này dài là 1m68, ngọn có độ lớn là 1.8 ly. Cây này nặng là 80 gram ạ, có độ cứng là L. Cây này sức tải là tầm 2 đến 18 gram. Cây này ML nha mọi người, ML chứ không L nữa rồi. Và sức sức tải mồi là 2 đến 18 gram, sức tải dây là từ 4, đây em báo thôi, 4 đến 12 lb. Đây, cây này thì cuối L, đầu ML. 12 lb tầm khoảng là 5kg, 4,8kg, 5kg, hơn 5kg một xíu, sức tải dây của nó. Và cây số 13 này có giá là 450.000, nặng là 80 gram. Tiếp đó là cây số 14 ạ. Cái 14 ở đây em có một cây cần của Suyumi, cần lua máy ngang. Suyumi là một thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật. Và cây này thì cũng là dài 1m68. Khuyên của cần là khuyên Fury cả nha mọi người. Bô của cần. Cây này thì có 5 khuyên thôi, cả đầu bô. Dài 1m68. Góc của cần bọc mút xốp nữa nè. Ngoại hình thì cây này cũng khá sáng. Sờn xước nhỏ thôi. Đây có sờn xước nhẹ xíu. Và ngọn có độ lớn là 1.8 ly. Sức tải đây, cây này thì có độ cứng là Action Made Online nha, ML nha. Đây, thì nó tải mồi tầm khoảng là 5 đến 25 gram và tải dây tầm 6 đến 18 lb. ML dài 1m68. Thì cây số 14 này có cân nặng là 106 gram. Và cây 14 này có giá là 600.000. Tiếp đó là cây số 15, từ cây 15 đến cây 21 của em thì là cần rút mini nhé. Ngày hôm nay em có là có 7 cây cần rút mini thế này. Thì cây số 15 là cần rút mini thứ nhất nè. Đây. Bát của cần là bát bát hãng vặn thế này. Cây thứ nhất em có là một cây dài 1m8, có độ cứng là 20. Nhưng mà cây này em đo được là 1m7 nhé. Cây này bị hạ ngọn một khoảng là 10cm. Một cây này là cây thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật.
và khoen của cần là khoen Fury cả, có 5 khoen cỡ cả đầu bông. À, cái này bị la một khoen ở trên này nhé, khoen một lai khoen hãng trên này, bô của cần là bô Fury. Những cái cây rút bên đây này ngọn cần là đều là ngọn thủy tinh nhé mọi người. Điểm đây nó bị đây là còn là cái nước sơn hay là gì là người ta phối nước sơn người ta quấn này, ta còn là nước sơn. Chung là cây này nó cũng có hơi một phần trắc nhiệm và điểm nhìn chung thì cũng khá là ok. Dài 1m7, có điểm này bị sơn nước sơn, có độ cứng là 20. Cây này thì có độ cứng, em báo độ cứng 20 luôn. Cây số 15 này dài 1m7, khi rút về còn lại là 48cm. Gốc thì vị trí em đang vị trí mà bọc nước xốp nhé, thì có độ lớn là 30.5 ly. Cây này ngọn có độ lớn là 2 ly, nặng là 127g. Và có độ cứng là 20, báo theo thông số luôn ạ. Và cây số 15 này có giá là 480.000. Chất liệu là carbon cả. Tiếp đến là cây số 16. Cây 16 anh em có là một cây của Shimano. Ở đây, cây Shimano được sản xuất ở Hàn Quốc, xuất Nhật nha mọi người. Cây này dài 2m1, có độ cứng là 10. Cây này thì em đo được là 2m nhé, cây này dài 2m. Khoen của cần là khoen Fury. Cây này thì có một cái khoen ở dưới khoen cái là khoen Fury dạ qua. Cái này ngọn mảnh này, cây này dành cho khách ta hành câu, hành giò, tráp gì này. Ngọn mảnh thôi. Ngọn khá mảnh và kiểu là ngọn ngọn sợi thủy tinh nhé. Khoen của cần này, ngọn mảnh, ngọn dịu, ta câu cảm giác ngọn khá mảnh nha mọi người. Dài 2m, cây này em đo được chiều dài thực tế của cần là 2m. Thì cây này giống thứ hai này, nó có hơi vị, nó bị ngã màu. Ngã màu sơn. Có sơn, cây này ngọn hình có sơn. Cần của Shimano ạ. Cây này ngọn mảnh dành cho khách ta câu hành giò trát chứ không ta câu sông suối hay là câu chip hay rô phi hay lóc thì được nha mọi người. Em báo cây này ngọn mảnh. Ngoại hình thì cây này ngoại hình cũng có vẻ như hơi sờn, giống ngọn. Ngọn là sợi thủy tinh, khá là mảnh. Thì cây số 16 này dài là 2m, khi rút về còn lại là 47cm. Gốc thì có độ lớn là phi 26, ngọn có độ lớn là 0.6 ly. Cây này nặng là 134g và có độ cứng là 10 theo thông số của cần. Cây số 16. Và cây số 16 này có giá là 570.000. Tiếp đến là cây số 17. Cây 17 ở đây có là một cây cần của Marin. Marin là dòng của thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người. Thì cây này có chiều dài theo thông số là 2m1, nhưng em đo được là 2m5 nhé. Cây này hàng ngọn một khoảng là 5cm. Khoen của cần này, cây này thì có lai khoen thứ hai tính từ ngọn tính xuống này. Thì khoen của nó đều là lai khoen như một khoen Fury cả. Còn bô của cần là bô hãng, bô chống sánh nha mọi người. Đây. Có lồng sứ lai khoen, lai hai khoen lồng sứ như này. Lồng sứ đen, còn có 3 khoen lồng sứ trắng. Dài 2m5. Ngọn của cái này thì ngoại hình cũng khá là ok. Cần của Marin là một thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật. Cái này cá sơn nhỉ, tính bẩn này, bám bẩn, cá sơn. Một số còn điểm này bị cắn nhỉ. Bát hãng vậy nha. Thì cây số 17 này dài 2m5, khi rút về còn lại là 48cm. Gốc thì có độ lớn là phi 26, ngọn có độ lớn là 1.8 ly. Cây này nặng là 116g. Và cây này có độ cứng là 10. Cây này ngọn thì có độ cứng trong khoảng là 15. Cây này cứng 10 đó, giao động 10 đến 15 nha mọi người. Thì những cái cây này thì bên cần khúc thôi, có độ cứng là bên cần khúc. Và cây số 17 này có giá là 550.000 ạ. Tiếp đó là cây số 18. Cây 18 ở đây em có là một cây còn của Suzumi. Đây, Suzumi. Thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật nha. Bát của nó là bát vặn nha, bát hãng vặn như này. Gốc gỗ bằng.
khoen của cần này. Khoen là có 5 khoen, bộ là bộ Fury nhé. 5 khoen cái này. Dài 1m6, cái này dài 1m6 nhé. Ngoại hình của cần này. Ngoại hình này cái này nhìn cũng khá là sáng cần, có một vài điểm nó bị tông tróc cái sơn ở phần cái đầu khoen thôi. Đây, cái bông tróc này. Cần của Suzumi, cây này thì đây, Silstar dài 1m6, thông số của cần 1m6. Góc gỗ bằng khá là nhĩ cần nha. Thì cái cây số cây số 18 này dài 1m6, khi rút về còn lại là 47 cm. Góc thì có độ lớn là phi 26, ngọn có độ lớn là 1.5 ly. Cây này nặng là 98 g. Và đây, có độ cứng là tầm khoảng là 10, dao động cây này cứng khoảng 10 thôi ạ. Và cây số 18 này cây giá là 480.000. Tiếp đến là cây số 19 ạ. Cây 19 ở đây em có là một cây dài 2m1 nữa nè. Cây này thì cái phần mút xốp ở dưới nó không được đẹp lắm, tại vì nó hơi bám bẩn, nhìn nó ngã màu nữa đây nha. Khoen của cần là khoen Fury nha. Bu của cần là bu hãng, cây này là bu lai nha mọi người, nhưng mà bu là bu chống sánh nha mọi người. Dài 2m1, cây này có chiều dài của cần là 2m1, em ra được chiều dài của cần 2m1 đây. Tên của cần đây. Nó bị pha mất cái màu nha mọi người, nhìn ánh bóng như thế này thôi. Dài 2m1. Cây này thì ngoại hình cũng khá là ok. Có bị phai cái lớp sơn phủ bóng nên nhìn nó không được sáng bóng một tí thôi, chứ còn sờ xước thì cũng không có nhiều lắm. Bát vạn Fury là bát Fury. Thì cây số 19 này dài 2m1, khi rút về còn lại là 46 cm. Góc thì có độ lớn là phi 25.7, ngọn có độ lớn là 1.8 ly. Cây này nặng là 130 g. Và có độ cứng tầm khoảng là 10-15. Bên cần khúc nhé, có độ cứng 10-15. Bên cần khúc cây này xấu cái phần bát đây thôi. Cái phần cái này nó bị bám bẩn, nhìn nó xấu một xíu. Trui của cần. Và cây số 19 này cây giá là 670.000. Tiếp đến là cây số 20. Cây 20 thì ở đây em có một cây cần của Hàn Quốc xuất Nhật. Con bay này, bắt là bắt hãng bạn nha. Cây này dài là 2m3. Cây này theo thông số là dài 2m4 nhé, nhưng mà hạ ngọn một khoảng là 10 cm nên nó còn 2m3. Khoen là khoen Fury luôn ạ. Bu là bu chống sánh, cây này bu hãng chống sánh. Cây này bị hạ ngọn một khoảng nó khá là cứng, cây này ngọn khá là cứng luôn. Cứng tầm khoảng là 30 ấy. Cái này chắc của nó cho cặp con sánh nhìn rất là đẹp. Cái sờn nhỏ. Dài 2m3, cây này dài 2m3, khi rút về còn lại là 50 cm. Góc thì có độ lớn là phi 26, ngọn có độ lớn là 2.6 ly. Cái này nặng là 154 g và có độ cứng là 30. Và cây số 2 này, cây số 20 này có giá là 620.000 ạ. Tiếp đó là cây số 21, cây cuối cùng. Cây 21, 21 ở đây em có một cây cần Marine Boy là của Hàn Quốc ạ. Cây này mút xốp ở dưới là nó màu vàng, nó bị cắn rất nhị nhị thế này. Dài 2m7, cây này khoen đó là khoen Fury dạ quang cái này nha. Cái này em đo được chiều dài thực tế của cần là 2m6, cây này hàng ngọn một khoảng là 10 cm. Cây này thì cứng tầm khoảng là 10 đến 10, khoảng 15 thôi. Khoen nó là khoen Fury dạ quang. Chắc của nó này. Ngoại hình khá là ok, cái này thì sờn nhị thôi. Dài 2m6. Thì cây số 21 này dài 2m6. Và khoen nó là khoen Fury dạ quang rất là đẹp. Và có một điểm này nó bị sờn dính cái keo gì đây nè. Nhưng mà lồng sứ bên trong khá là ok luôn ạ. 2m7. Thì cây số 21 này dài 2m6, khi rút về còn lại là 55 cm. Góc thì có độ lớn là phi 29.2, ngọn có độ lớn là 1.7 ly. Cây này nặng là 173 g. Và có độ cứng tầm khoảng là 15. Và cây số 21 này có giá là 680.000.
Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có là 21 cây cần của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974 088 309 ạ. Em xin cảm ơn mọi người, xin chào mọi người ạ.